vô trong mới sốt giá. Đi theo tôi đã đi một lần rồi. Thôi anh Lương cũng có đi một lần rồi, anh Lương dẫn mọi người đi. Anh Lương làm hướng dẫn viên du lịch đi. Ủa mình check in đây đi. Mình chụp tấm hình đây đi. Đẩy mặt nó lát ra. Ở đây Đức Anh chê quá là không phải. Vlog nha mọi người. Hello mọi người, bây giờ là team áo trắng của tụi em. Hôm nay đi đi Đà Nẵng mà tình yêu nha mọi người ơi. Mọi người cùng theo chân mấy anh chị của chúng tôi nha. Let's go. Tăng ta đang tàng ta bớt. Starbucks. Nói chung thôi gọi mỗi gì được. Nói chung mọi người có gì không? Trời ơi, bận cái áo như là cái nước cá cho nên là đi đâu dưới không luôn. Có nước rồi hả? Rồi đã nha. Nói chờ cái rồi nha. Ủa, chuối chiên hả? Thấy nè, trời ơi. Món của chị tôi. Ba cái chị tôi. Không được thôi. Ba cái. Bao nhiêu cái? Cả 30. 5 cái 30, 3 cái 30. Trời, cầu gì ước thấy trời. Cầu gì ước thấy luôn. Cầu thêm đi nha chị. Cầu thêm đi nha. Cầu là ngày mai được lấy chồng. Anh ơi, đừng cầu mai lấy chồng. Ủa cái gì? Thì người ta chúc mừng cho là đúng rồi. Còn ủa nữa. Là anh đồng ý đúng không? Được cái là cầu gì ước thấy nha. Sợ chưa mọi người. Chị nhà bị gài luôn. Đi. Rồi giờ chuẩn bị đi cáp treo nha mọi người ơi. Let's go. Ôi trời ơi, chị phải sợ dữ.
kiếm quá. Thấy bình thường mà ta. Cái này nhìn thế này anh ơi. Giờ mình đi chơi cảm giác mạnh mẽ nha mọi người ơi. Xuống bấm từng B1. Hỏi cao quá vậy. Lên trên đó để gì đó. Bạn Đức Anh các người đó. Đó, chưa mệt nha. Đức Anh còn năng lượng. Thank you.
vậy. Đã đến cây cầu Bạch Đằng. Cảm nghĩ của chị như thế nào trong khi đó băng qua bao nhiêu tám cánh đồng để đến được đây? Cảm nghĩ của chị thiệt là ngạc nhiên, không nghĩ là ở Việt Nam mình lại có một cái khung cảnh mà nó nên thơ như vậy. Cái này là phố cổ, The Old Town Road. Xóa rồi mọi người, len lỏi qua từng đám mây nha. Đi nè, đừng lơ nhịp. Đi cái hoa hậu quá ha, xoay một vòng. Bung ta. Đi ta. Em đang có mặt tại Hội An và đang đi kiếm mì Quảng để ăn. Cái gì cô? Mấy cái ta? 4 cái hả? Rồi cho con 4 cái đi cô. Ở trong có trái xoài nè. Em gọi đi. Đây.
bánh xoài nha, đi đâu cũng thấy xoài nha mọi người. Mang gỗ khác gái bán chè đến từ Trà Vinh. Cho em một bát nha. Bát chè nha. Tôi đang ăn chè tại Hội An nha mọi người. Đây. Chè ngộ lắm. Tùm 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 la lắm. Chị sao? Chị nè, này chị đậu 5 loại đậu. À 5 loại đậu nha. Hấp dẫn đậu. Ngũ đậu. Còn anh Lương là sao? Tập cảm. Sao có chân trâu hôm nay đấy, có bộ bài hôm nay vậy luôn. Gấp bên nhiều. Ngon nhỉ? Ăn đi, ăn mà ngon, khỏe ra nha. Bập ra. Chụp hình với Hậu Đăng Facebook. Cảm ơn chị. Thôi giờ ăn chè nha. Đi quên nữa nè, bánh bột lọc nữa. Thưa ăn mặn kìa, ngon. Bánh bột lọc nữa nè. Ngon chứ chè chứ. Tôi có muốn vô chi.